xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với series chắc test trong series này thì mình sẽ có cơ hội ôm lại các điểm ngữ pháp có khả năng khá là cao sẽ ra thi trong đề thi đại học sắp tới và trong tuần này series chắc test cùng cô khánh hà uh, xin được giới thiệu lại với mọi người một chủ điểm ngữ pháp khá là quen thuộc đó chính là Jaren hợp in và two infinitives ha rồi vậy thì không lãng phí quá nhiều thời gian của mọi người nữa Mình cũng bước vào nội dung chính của bài hôm nay thôi Hôm nay chúng ta sẽ có hai phần chính Phần đầu tiên là basic cơ bản Và phần thứ hai sẽ là advanced nâng cao Và mình sẽ luôn luôn bắt đầu bằng phần cơ bản trước đúng không mọi người Rồi vô cho cô phần đầu tiên ha Basic section Trước khi mình đi vào từng động từ cụ thể thì cùng tìm hiểu với cô xem là to verb, verb in có nghĩa là gì nè. To verb là động từ nguyên mẫu và verb in là danh động từ challenge á. Thì nó sẽ được sử dụng như là một danh từ trong câu Vậy thì đã là danh từ thì nó có thể đóng vai trò là tân ngữ hoặc là chủ ngữ trong câu ha mọi người Nhìn vào ví dụ đầu tiên nè Walking ở đây, nó đang là danh từ đứng sau động từ like Vậy là danh từ đi sau động thì mình sẽ gọi là tân ngữ ha Ở vị trí thứ hai To take, nó đang đứng đầu câu nè mọi người thấy không Thì ở vị trí đầu câu này, nguyên cái cụm to verb của cô nó sẽ đóng vai trò là chủ ngữ của câu nhé rồi, nói chung là sơ sơ như vậy thôi mọi người Bây giờ mình sẽ đi vào từng nhóm một nè Nhóm đầu tiên là các động từ cộng với chưa verb ha. Rồi đằng sau nó mình sẽ cộng cho câu chưa verb trực tiếp luôn. Được chưa? Những cái động từ màu đen là những động từ khá là quen thuộc rồi, còn những động từ màu đỏ thì bây giờ cô sẽ đi dịch nghĩa cho mọi người ha. Đầu tiên là động từ consent. Consent thì nó bằng với động từ agree nha mọi người, có nghĩa là đồng ý ha, đồng ý làm việc gì đó. Decline thì sẽ bằng với refuse. Đây. Có nghĩa là từ chối ha, không làm việc gì. Endeavor là cố gắng bằng với động từ try nè, hesitate là chần chừ lưỡng lự, long là really want to, to do something là cực kỳ muốn làm một cái việc gì đó luôn, pledge là promise là hứa, resolve là giải quyết và strive cũng có nghĩa là cố gắng nha mọi người, strive to do something cố gắng nỗ lực làm một việc gì đó ha. rồi ờ, cô có ví dụ sau nè They decided to take a vacation to Vancouver. Họ quyết định là sẽ có một cái kỳ nghỉ tại cái thành phố này ha. Decide cộng to verb thì ngay đằng sau đó mình sẽ sử dụng cho cô là to take. Được chưa? Tương tự với động từ hope ha. Hope cũng cộng to verb thì ngay sau đó cộng cho cô to finish. Rồi cùng đi với cô bài tập đầu tiên nè. À. Mọi người cố gắng là dành ra vài giây trước khi mình coi tiếp cái video này nha mọi người. Dành ra vài giây làm ha. Rồi mình có cái động từ sau đây mình có động từ endeavor là cố gắng nè, pledge là hứa, afford là chi trả, hesitate là chần chừ lưỡng lự và turn out là hóa ra ha mọi người. câu đầu tiên, công việc này hóa ra là khó khăn hơn so với chúng tôi tưởng. mình sẽ có động từ turned out có nghĩa là hóa ra nè và nhớ là phải thêm id vào cho cô nha mọi người. ở đây nó đang chi quá khứ đơn ha, mình phải thêm id vào. câu số 2. tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất, làm mọi thứ tốt nhất cho đất nước của tôi. Rồi cố gắng thì mình sẽ có động từ endeavor. Được chưa? Endeavor to do something. Câu số 3. Làm ơn đừng có chần chừ để liên lạc tôi nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Rồi, động từ chần chừ thì mình sẽ có hesitate ha. Hesitate to do something là chần chừ lưỡng lượng làm việc gì. Câu số 4. Chính phủ liệu có giữ lời hứa bầu cử của nó là không tăng thuế hay không? Ồ, một lời hứa hứa với người ta làm gì thì mình sẽ có động từ pledge ha pledge to rồi được chưa và câu cuối cùng chúng tôi không thể nào chi trả được cho cái việc đi nước ngoài vào mùa hè này mình sẽ có động từ afford ha mấy rồi vậy là chọn cho cô là afford ha mình đã đi xong được bài tập nhỏ nhỏ đầu tiên rồi mọi người bây giờ đi tiếp cho cô phần kiến thức nè. rồi nhóm thứ hai ha nhóm thứ hai sẽ là nhóm động từ cộng tân ngữ ở giữa và mới cộng được tới chu vò ha. Nhớ cho cô là bắt buộc phải có tân ngữ ở giữa thì mới cộng chu vòm nha mọi người. Rồi, mình cũng sẽ đi vào các động từ tô đỏ luôn. Đầu tiên là động từ command nè. Command somebody to do something là ra lệnh cho ai đó làm việc gì. Apply là bắt buộc. Apply somebody to v bắt buộc ai đó làm gì. Và cuối cùng là urge ha. Urge là thúc giục nè, dục người ta nè. Urge somebody to do something thúc giục người ta làm gì. Được chưa? Rồi, cô có ba ví dụ như sau ha. Tôi khuyên cô ấy không được bỏ cái công việc của cô ấy ngay bây giờ. Advise somebody to verb. Nhớ là phải có tân ngữ ở giữa ha mọi người. Câu số 2, họ bắt tôi là phải đột nhập vào căn nhà đó. Force somebody to verb. Nhớ là cũng phải có tân ngữ ở giữa luôn. Được chưa? Và cuối cùng, tôi cử anh ấy đi mua sữa ha. Send somebody to do something. Cử ai đó làm việc gì? Lúc nãy thì mình Rồi. cũng sẽ có một bài tập nho nhỏ như sau ha. Mình sẽ có động từ enable là cho phép ai đó làm gì. Command là ra lệnh, motivate là động viên khuyến khích, convince là thuyết phục và trust là tin tưởng ha. Câu đầu tiên, anh ấy không thể nào ra lệnh cho người của anh ấy bắn vào quân thù được. Rõ đây là chiến trường rồi mọi người, chiến trường rồi ra lệnh cho nhau thì mình sẽ có động từ command. Được chưa? Câu số 2, tôi đã cố gắng thuyết phục anh ấy đi gặp bác sĩ, động từ thuyết phục sẽ là động từ convince. Convince somebody to verb ha, Khuyến khích ai đó làm gì Câu số 3 Bạn có thể cái gì đó tôi Không kể với bất kỳ ai cả Bởi vì tôi rất là đáng tin cậy Bây giờ mình đáng tin cậy Thì bạn đó có thể tin mình Đúng không? Đáp án của cô sẽ là chữ trust ha Trust somebody to verb Tin ai đó sẽ làm gì Câu số 4 một cái chương trình mới thì vừa được khởi động để cho phép người già đi học ở trường này học ha rồi động từ cho phép ai đó làm gì sẽ là enable. Được chưa? Enable somebody to verb cho phép ai đó làm gì. Và cuối cùng, cái kế hoạch này được thiết kế để khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Đáp án của mình sẽ là chữ motivate cho mọi người. Motivate somebody to verb. Khuyến khích động viên ai đó làm gì. Rồi, tiếp tục qua cho cô nhóm thứ ba ha. Mình sẽ có nhóm là động từ có hoặc là không có tân ngữ cũng được và đằng sau sẽ cộng cho cô to verb. rồi nguyên cái đống này ha ngoài ra thì mình có động từ intend nữa mọi người intend to do something là có ý định là một việc gì đó intend somebody to do something sẽ là muốn ai đó là một việc gì ha dự định cho ai đó làm việc gì được chưa ngoài ra thì mình cũng có động từ dare dare to verb sẽ là dám làm gì còn dare somebody to verb là thách ai đó làm gì ha nó sẽ có hai nghĩa rồi, ví dụ I want him to play the song again Câu này là có có tân ngữ him phía sau động từ ha mọi người Tôi muốn anh ấy chơi bản nhạc đó lại một lần nữa Rồi, want somebody to vote Ở ví dụ thứ hai thì động từ want không còn tân ngữ nữa ha Mặc dù không còn tân ngữ nhưng mà nó vẫn cộng được với to vòm nè Người đàn ông muốn băng qua đường Đọc. Một bài tập nhỏ nhỏ nữa để mọi người ôm lại kiến thức vừa học ha Và nhớ là phải làm xong rồi thì mới coi tiếp cái video này nha mọi người rồi cô sẽ hướng bài tập hướng dẫn mấy đứa bài tập này như sau ha. Ở bài tập này mình sẽ có 5 câu tương ứng với 5 động từ. Và trong mỗi câu nó sẽ có những câu nhỏ là câu A và B ha. Nhiệm vụ của mọi người là đọc kỹ cả câu A và câu B này. Tìm một động từ mà có cái nghĩa thỏa được cả hai câu này mà mình sẽ điền vào ha mọi người. Rồi mình sẽ đi dịch nghĩa từng động từ một nè. Intense là có dự định, có ý định. Pay là chi trả, beg là van sinh Repair là chuẩn bị và desire là mong muốn ha. Muốn khao khát. Câu 1A. Hầu như không có ai muốn sống tại phía bắc đất nước này. Rồi nói đến chữ muốn là mình chắc chắn là điền động từ desire rồi đó mọi người. Câu 3. Sếp của cô ấy muốn cô ấy làm gì ha? Vậy là câu 1 chốt sổ cho cô mình sẽ điền động từ desire vào, chưa? Câu số 2A. Mình có cụm identify with là liên hệ với nha mọi người. Rồi có nghĩa là gì nè? Cái mục đích của nhà văn á là có ý định làm cho người đọc có thể liên hệ với các nhân vật chính. Câu B. Tôi có ý định là sẽ chia trả cho cái thiệt hại này rồi ha. Rồi vậy là mình sẽ điền động từ intend vào câu thứ hai này. Ở câu A, sau chưa thì động từ nguyên mẫu. Ở câu B vì nó đã xảy ra rồi thì mình sẽ chia cho cô quá khứ đơn ha, intended. Câu số 3. Tôi van xin cô ấy ở lại nhưng mà cô ấy chỉ cười một cái và bỏ cái túi sách lên xe và chạy đi. Câu B tôi van xin được kể cái sự thật này ha vậy là cả câu hai câu này nó đều có nghĩa là van xin nha mọi người rồi mình sẽ điền cho cô động từ bác ha và nhớ đã xảy ra rồi là mình sẽ chia quá khứ đơn được chưa câu số 4 câu số 4 a này nó đang áp dụng một câu trúc đó là it will never pay to do something là không có hiệu quả khi làm một việc gì đó không có hiệu quả khi mà chúng ta mạo hiểm ở ở cái nơi mà an toàn của con người phải được đặt lên hàng đầu Rồi, mình sẽ điền cho cô động từ pay ở đây nè ha Và câu 2 Tôi không chi trả cho bà Chị để ngồi không ở đây cả ngày không làm gì cả Cũng là động từ pay luôn Và câu cuối cùng Giống như thể là họ sẵn sàng Họ chuẩn bị là đi chết rồi Rồi, vậy là ở đây mình sẽ cần động từ repair Là động từ cuối cùng đúng không mấy đứa à, Nhớ cho cô ha khi mà mình có as if hoặc là as though thì động từ phía sau nó sẽ lùi thì xuống một bậc. Câu này đang là hiện tại đơn thì mình sẽ lùi xuống thành quá khứ đơn nhé. Và cuối cùng, the troops là cái binh đoàn nè, binh đoàn nè. Binh đoàn này thì họ đã chuẩn bị để bước vào trận chiến. Trận chiến ha. Rồi vậy là câu bên này mình cũng sẽ điền động từ repair. Rồi, cũng chi cho câu quá khứ đơn tại vì nó đã xảy ra rồi ha vậy là mình đã xong thêm được một bài tập nữa. rồi tạm biệt chú vơ. bây giờ mình sẽ bước qua một cái nhóm tiếp tiếp theo đó chính là nhóm vật in ha. đây là các động từ mà sẽ cộng vật in đằng sau. Được chưa? acknowledge là thừa nhận nè. anticipate là lường trước. Appreciate, appreciate là trân trọng. lose là mình cực kỳ kinh tởm hoặc là ghét một cái việc gì đó. recall là hồi tưởng. Resent là phẫn nộ. resist là cưỡng lại. Tolerate là chịu đựng và resume là hồi phục lại ha mọi người Mọi người pause cái video của cô Tạm dừng nó lại Và mọi người muốn bật cho nó chơi tiếp thì đó chính là nút resume Đó mà mọi người để ý Rồi đó là các động từ mà nó khó nghĩa nó hơi lạ ở trong cái bảng này Được chưa Rồi ví dụ nè They discuss selling the company Họ thảo luận là bán cái công ty này ha Discuss cộng với vật in đằng sau Ví dụ thứ hai anh ấy phủ nhận bị tấn công bởi vợ của anh ấy rồi sau đi nay là cộng vật in đúng không mọi người nhưng mà ở đây nó là mang nghĩ bị động ha bị tấn công bởi ai đó thì mình phải thêm cho cô là biên và ba và cuối cùng họ cân nhắc là mua căn nhà đó consider sẽ cộng với vật in ha mọi người rồi một cái lưu ý nho nhỏ sau ha đầu tiên một số động từ trong nhóm này có thể được theo sau bởi một tân ngữ hoặc là một tính từ sở hữu ha. Rồi, ví dụ ở hai câu này. I can imagine his or him walking on the stage now. Mọi người có thể dùng his hoặc là him đều được. Và tương tự ở ví dụ thứ hai, mọi người cũng có thể dùng you hoặc là dùng your đều được ha. Nếu mà mọi người dùng tính từ sở hữu á, như là chữ his và chữ your nè, thì nó sẽ trang trọng hơn thôi nha mọi người. Trong văn viết trang trọng hay trong văn nói cũng được. Còn tân ngữ như là chữ him hoặc là chữ you á thì nó sẽ bớt trang trọng lại một chút thường là mình sẽ dùng trong giao tiếp là nhiều ha rồi ngoài vật in ra thì những cái động từ dạng này nó còn có thể được biến đổi thành hết viên vật ba nữa mọi người rồi ví dụ đầu tiên ha he admitted anh ấy thừa nhận là đã ăn cắp chiếc xe đạp này ở trong câu này mọi người dùng hết viên vật ba là để mọi người nhấn mạnh là hành động ăn cắp xe đạp nó xảy ra trước nó xảy ra trước cái hành động mà thừa nhận ha dùng để nhấn mạnh việc đó Tương tự câu số 2 Anh ấy phủ nhận cái việc là bị tấn công bởi vợ của anh ấy Dùng hết viên pin và ba ở đây để nhấn mà là nó đã xảy ra trước Hành động tấn công này đã xảy ra trước với cái hành động phủ nhận Được chưa mọi người? Rồi lại là một bài tập nhỏ nhỏ nữa để giúp mọi người ôn lại kiến thức vừa học nha Rồi mình sẽ có động từ resist là cưỡng lại hoặc là phản đối là một việc gì đó Acknowledge là thừa nhận Appreciate là thích hoặc là trân trọng Lose là cực kỳ ghét và recall là hồi tưởng lại ha. Câu đầu tiên, cô ấy thừa nhận là đã phạm sai lầm, vậy là đáp án ở đây của mình sẽ là động từ acknowledge. Rồi ha, thừa nhận một cái việc gì đó. Câu số 2, cô ấy nhớ lại cái việc là đã gặp anh ấy bên ngoài cửa hàng vào cái đêm của vụ cướp ha. Bây giờ mình nhớ lại, mình hồi tưởng lại một việc gì thì mình sẽ có động từ recall, chưa? Câu số 3, tôi từng rất là ghét làm việc nhà nhưng mà bây giờ tôi cực kỳ thích nó, không biết là ai sẽ nói được câu này luôn đó mọi người. Rồi, lúc trước là cực kỳ ghét kinh tởm làm việc nhà ha, thì mình sẽ có động từ là lừ được chưa? Câu B tôi không thích bị đối xử như là một cư dân hạng hai như vậy, mà mình không thích, mình không trân trọng cái việc đó thì mình sẽ có động từ appreciate. Và cuối cùng, ngân hàng cực kỳ phản đối cái việc là cắt giảm cái loại suất của nó ha. Rồi mình chỉ còn động từ resist thôi mọi người thì chọn luôn cho cô ha phản đối cái việc gì đó Được chưa? rồi nhóm thứ hai trong cái nhóm vật in này mình sẽ có cái cấu trúc là động từ cộng với giới từ rồi cộng với vật in ha đầu tiên là adapt to là thích nghi nè concentrate on là quá quen thuộc rồi mọi người concentrate on là tập trung vào ha confess to là thú tội thú nhận object to là phản đối put up with là chịu đựng get on with là hòa hợp với ai đó Insist on là khăng khăng là nhất quyết làm một việc gì ha Count on là tin tưởng vào nè Feel like là muốn làm cái gì Persist in là kiên trì và specialize in là chuyên môn về cái lĩnh vực nào đó ha Rồi đó là nghĩa của các động từ mà nó hơi lạ một chút trong cái bản này Bây giờ đi vào cho cô nè, cũng là một bài tập xíu xíu luôn Bài này thì khá là dễ tại vì mọi người có thể căn cứ vào cái giới từ phía sau để mọi người điền Câu đầu tiên Tôi xin lỗi cô ấy, vì đã đi trễ trong cuộc họp vào sáng nay Rồi, vậy là xin lỗi thì mình sẽ có động từ apologize đúng không? Nguyên cụm của mình sẽ là apologize to somebody for doing something Xin lỗi ai về việc gì? Câu số 2 à, Chúng tôi sẽ nghĩ về cái việc làm cho cái kế hoạch này trở nên thực tiễn hơn rồi, nghĩ về thì mình sẽ có động từ think ha Và cũng có think about luôn là nghĩ về vấn đề gì rồi câu số 3 Người ta Thì không quan tâm đến cái việc là phá hủy môi trường Rồi đi với giới từ about Thì chỉ còn động từ care thôi đúng không mọi người Đó care about something là quan tâm về ha Câu số 4 uhm, Những cái người giám đốc này Những cái người chủ tịch này ha Thì họ Phản đối cái việc sản xuất ra Những cái sản phẩm mới Rồi đi với giới từ to thì mình chỉ có động từ object thôi nè Được chưa objected to và in phản đối một việc gì đó. Và cuối cùng, mình chỉ còn một động từ duy nhất là động từ specialize thôi mọi người ha. Specialize in là chuyên biệt về, chuyên môn về vấn đề gì, được Họ thì chuyên môn là nuôi những giống chó lớn ha. Rồi, vậy là xong được thêm một bài nữa nha mọi người. Rồi nhóm tiếp theo sẽ là nhóm động từ cộng tân ngữ cộng với từ rồi mới cộng với pop in đó mọi người đây đây là các nhóm từ đó ha thì mình chỉ có hai từ khá là lạ thì cô sẽ dịch nghĩa cho mọi người luôn mình sẽ có động từ là deter somebody from doing something là ngăn cản ai đó là một việc gì ngoài ra thì mình cũng có động từ strike somebody as có nghĩa là gây ấn tượng cho ai đó như thể là ha rồi mình sẽ áp dụng công thức này vào bài làm rồi mình sẽ có năm động từ ở đây tương ứng với năm câu nè accuse là buộc tội Strike lúc nãy cô dịch rồi đó mọi người. Strike somebody as ha, là gây ấn tượng cho ai đó như là inform là thông báo, discourage là làm nản lòng và punish là phạt ha. Rồi câu một đi với giới từ ở uh, thì mình sẽ có động từ nào đây mọi người? Họ buộc tội tôi là đã tiết lộ bí mật của công ty ha. Buộc tội cáo buộc ai đó về việc gì thì sẽ là accuse somebody of. Dạ uh. yeah. câu số 2 she tried to him for making the same mistake again. Ờ uh, cô ấy cố gắng là sao đây mọi người? Cô ấy cố gắng là phạt anh ấy vì đã lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái lỗi sai này ha. Rồi, phạt ai đó về lý do gì? punish somebody for doing something. Câu số 3. He was he was kind to me of taking the makeup test. Ờ uh, anh ấy rất là tốt bụng khi đã thông báo cho tôi về cái việc phải tham gia cái bài kiểm tra này ha. Rồi, đáp án của mình sẽ là động từ inform nha mọi người Inform somebody of doing something Thông báo ai đó về việc gì Câu số 4 Cha mẹ của anh ấy thì cố gắng làm anh ấy nản lòng khỏi cái việc trở thành diễn viên Rồi, discourage somebody from doing something ha. Và cuối cùng Cô ấy từng gây ấn tượng cho cô cho tôi như là một con người rất là làm việc hiệu quả, có năng lực, được chưa? Rồi đi với giữ as thì chỉ có một động từ duy nhất thôi Đó là động từ strike ha Rồi chọn liền cho cô nha mọi người Strike somebody as gây ấn tượng cho ai đó như thế là Được chưa Rồi uh, qua nhóm thứ ba ha Nãy là mình đã gặp two verb Xong rồi mình gặp một in Rồi nhóm thứ ba này sẽ là những động từ vừa đi được với verb in Vừa đi được với two verb luôn Và nghĩa của nó không thay đổi nha mọi người Mọi người muốn xài động từ nào cũng được ha Mình sẽ có các động từ như là begin, border, can't bear, command, continue và vân vân ha mọi người cô đã liệt kê hết mọi người ở đây rồi. Các động từ này thì mình sẽ dùng được vấp in và thu vấp luôn, được chưa? Mọi người muốn thích xài gì thì xài ha tùy. Rồi chú ý nè, khi các động từ này nó được chia ở dạng tiếp diễn á thì người ta thường chỉ là thường thường thôi nha là sẽ dùng thu vấp đằng sau. Ví dụ như ở đây cô có động từ stars nó đang chia quá khứ tiếp diễn nè. Thì động từ chính đã chia quá khứ tiếp diễn rồi. Thì phía sau người ta không có lặp lại vật in nữa ha mà người ta thường là sẽ sử dụng chữ vòm để đọc đừng có bị liệu miệng đó mọi người, được chưa? Rồi cái này chỉ là thường thôi nha, còn nếu ở đây mọi người thích xài raining thì cũng được về mọi người, nhưng mà đọc không hay thôi. Rồi, tiếp tục, nhóm thứ tư này là nhóm đi được với vật in, đi được với chữ vật nhưng mà nghĩa của nó thay đổi. Vậy là mình phải học thuộc để mình phân biệt nó ha. Đầu tiên là nhóm remember và forget. Forget nè, nhớ và quên nè. Rồi, đi với to verb thì nó sẽ là quên hoặc là nhớ một nghĩa vụ ha. Đừng có quên là phải tắt đèn trước khi bạn ra ngoài đó. Nhiệm vụ của mình là tắt đèn thì mình phải đi với to verb. Còn khi mà nó đi với verb in thì nó sẽ là kỷ niệm ha mọi người. Những cái việc đã diễn ra rồi. Bạn có nhớ là đã tắt đèn chưa? Tôi không nhớ là đã tắt đèn rồi hay chưa nữa. Không có nhớ được ha. Cái đó là cái kỷ niệm của mình. Vậy là mình sẽ dùng cho cô verb in. Tiếp theo là động từ regret nè. Regret mà đi với to verb thì sẽ có nghĩa là lấy làm tiếc. Cấu trúc này dùng để thông báo một tin xấu ha. Ví dụ, chúng tôi rất tiếc khi phải nói cho bạn rằng là bạn đã trượt bài kiểm tra. Được chưa? mà mình thông báo tin xấu cho người khác đó là mình sẽ dùng to verb. Còn với verb in thì nó sẽ có nghĩa là hối hận ha mọi người. Hối hận vì một cái việc mà mình đã làm trong quá khứ ha. Tôi rất là hối hận. Khi đã đi đến cái bữa tiệc đó, ôi trời nó chán thiết nó chán quá trời rồi nó chán nó chán kinh khủng luôn ha rồi ước gì là đã không đi Rồi à, mình hối hận mình sẽ cộng cho cô vợp in Được chưa rồi nhóm tiếp theo là nhóm try và attempt à, đối với nhóm to verb thì nó sẽ có nghĩa là cố gắng làm một điều gì đó tôi cố gắng mở cái cửa với chìa khóa nhưng mà tôi không thể mở còn với vợp in sẽ là nổ sẽ là thử làm một cái việc gì đó mới nha mọi người cái bên này là cố gắng làm một việc còn bên này là thử làm một việc mới Nè Tại sao bạn không thử xài một chiếc chìa khóa khác đi? Ờ à, đó, thử là một điều mới là thì dùng cho cô vật in được chưa? Tiếp tục là chữ stop. Stop to verb là dừng để làm việc khác ha. Tôi dừng để làm bài tập về nhà. Tôi phải nộp nó vào ngày mai. Rồi vậy là trước đó mình đang làm một việc khác và mình phải dừng cái việc đó lại để làm bài tập về nhà. Ok. Còn vợp in là mình dừng cái việc mình đang làm lại luôn. Ví dụ, Bác sĩ nói rằng là tôi phải dừng cái việc hút thuốc lại Vậy là mình đang hút thuốc mình Và mình phải cắt Mình phải dừng cái việc đó lại luôn ha Bởi vì nó không tốt cho sức khỏe của tôi Được chưa Go on Cộng chu verb hoặc là bọc in ha Rồi đối với chu verb nè chu uh, verb thì nó sẽ có nghĩa là tiếp tục là một việc khác Sau khi họ nhận được bài kiểm tra Thì họ tiếp tục làm việc Họ tiếp tục là giải cái bài kiểm tra đó ha Vậy là hành động phía trước là hành động nhận bài Hành động phía sau là hành động làm bài kiểm tra Hai hành động này nó khác nhau thì mình sẽ dùng chưa vợp đằng sau Được chưa? Rồi còn với vợp in là tiếp tục cái việc đang làm ha Họ tiếp tục gõ cửa của Họ tiếp tục gõ cửa nhà tôi Sau một cái khoảng lặng dài Vậy là trước đó đã gõ cửa Xong họ im Rồi họ tiếp tục gõ cửa ha Vì trước và việc sau như nhau thì mình sẽ dùng cho cô vợp in Được không? Need for want nếu mà cộng chưa verb sẽ mang nghĩa chủ động nha mọi người. Tôi cần cắt cái tờ giấy này ha. Còn need và want mà cộng verb in sẽ mang nghĩa bị động. Ví dụ nè, tóc của tôi cần được cắt. Tóc thì nó không có tự cắt được nha mọi người, nó chỉ được cắt thôi ha. Vậy là ở đây mình có thể dùng bị động là need cộng verb in được chưa? Ngoài ra thì nếu mà con thích, nếu mà mấy đứa thích á thì mấy đứa cũng có thể sử dụng câu trúc là need to be cut cũng được luôn. Vậy là verb in hoặc là to be và ba đều có nghĩa là bị động đối với động từ need hoặc là want nha mọi người rồi đến với động từ mean nè mean to verb là cố tình được chưa cô ấy có ý định cô ấy cố tình làm việc cho công ty đó rồi còn need còn mean mà cộng verb in thì nó sẽ có nghĩa là hoặc là bao gồm ha rồi mình sẽ đi dịch thử cái câu này nè tôi cần phải nộp bản báo cáo ngày mai điều này có nghĩa là tôi phải thức khuya vào tối nay để hoàn thành nó được chưa? Like, love, hate. Ờ, đây là các động từ chỉ cảm xúc ha. Khi mà nó đi với to verb thì nó sẽ diễn tả cảm xúc của mình trong một cái trường hợp khá là cụ thể. Tôi thích đi câu cá trong thời tiết này. À là chỉ trong thời chỉ là trong thời tiết này thì mình mới thích thôi nha. Còn những trường hợp khác là không. Một tình huống cực kỳ cụ thể ở đây nha mọi người. Còn nếu mà mọi người còn verb in thì sẽ diễn tả một cái sở thích chung chung tôi thích đi ke, tôi thích đi câu cá vào mùa hè hết vậy là cứ hè tới thì mình thích đi câu cá thôi mọi người đây là một cái sở thích chung chung ha được chưa rồi cũng là một bài tập nho nhỏ để mọi người ôm lại những gì vừa học rồi ha nãy giờ mình học khá nhiều rồi đó mọi người rồi nhớ là pause video này lại rồi đọc xong rồi mới bật coi tiếp với cô Hen rồi cô sẽ đi dịch câu đầu tiên nè đây là khoảng thời gian tuyệt vời chúng tôi luôn nhớ là đã kỷ niệm cái lễ cưới của mình ở trên một hòn đảo vào năm 2005 Vậy đây là một cái kỷ niệm đúng không đứa? Kỷ niệm thì remember nó sẽ đi vào vật in nè Đáp án của cô sẽ là celebrating Được chưa? Câu số 2 Tôi không bao giờ quên được cái việc là đã rất vui vào tối hôm đó Đó chính là cái khoảng khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi Câu này cũng là một cái kỷ niệm luôn mọi người Bạn này bạn đang hồi tưởng lại ha Rồi vậy là mình cũng sẽ đi dùng vật in cho cô nè Having fun Câu số 3 Giáo viên thì không đồng ý với cái kế hoạch của chúng tôi Điều này có nghĩa là phải chuẩn bị một cái kế hoạch mới lại ngay bây giờ. Rồi, điều này có nghĩa là cái chữ min sau đây nó có nghĩa là có nghĩa là đó mọi người. Rồi, vậy là mình sẽ dùng cho cô là verb in ha, repairing. Min to verb sẽ là cố tình. Còn min verb in mang nghĩa là có nghĩa là ha. Câu số 4. Xin hãy dừng than phiền và chuẩn bị cho bữa ăn tối nay ngay lập tức đi. Dừng cái việc than phiền lại dừng cái việc đó lại cái việc đang làm lại thì mình sẽ cộng cho cô vọc in ha cầm landing câu số 5 trên đường tới cái buổi ceremony thì chúng tôi dừng lại để đợi Jean, Danny và Randy mình dừng cái việc mình đang làm để đợi mấy đứa này ha ở dừng để làm một việc khác thì mình sẽ cộng cho cô to vọc to wait số 6 tại sao John không đến lại cưới được ai đó hãy thử gọi điện cho anh ấy đi làm ơn rồi đáp án của cô sẽ là vật in nha mọi người mình thử là một cái việc mới á thì mình sẽ dùng vật in ha câu số 7 tôi rất là xin lỗi về những cái gì đã xảy ra trong bữa tiệc tối qua tôi không cố ý là xúc phạm bạn mình không cố tình không cố ý làm việc gì thì mình sẽ còn chưa vật nè chưa insult câu số 8 tôi rất là hối hận vì đã cư xử một cách trẻ con tại bữa tiệc Tôi ước là nó đã không xảy ra ha Mình hối hận về cái việc mà mình đã làm á Thì cộng cho cô vật in bị hay viên Câu số 9 Cảnh sát cố gắng rất là nhiều uh, Là không để cho bất kỳ điều gì xảy ra Trong suốt cái buổi bầu cử ha Rồi cái này là cố gắng làm Hay là thử một việc mới đây mọi người Nó sẽ có nghĩa là cố gắng làm Cảnh sát cố ngăn chặn những cái việc khác Không xảy ra Rồi vậy là mình sẽ cộng cho cô chưa vợ nha mọi người Not too late và cuối cùng, Siêu tiếp tục uh, nói chuyện về cái chuyện tình của cô ấy cho đến khi chúng tôi đều đi ngủ hết Rồi, tiếp tục cái việc mình đang làm thì mình sẽ dùng cho cô vật in ha Được chưa? Rồi, vậy đó là 10 câu nha mọi người Bây giờ mình sẽ qua tiếp cho cô phần nâng cao ha Advanced section Rồi, ở phần nâng cao này thì mọi người sẽ đi cho cô một vài cấu trúc đặc biệt Mà nó đi được với 2 vọt vợ và vọt in ha Và nhóm đầu tiên chính là cái cấu trúc đi với 2 vọt Thấy không nè? ở phần a này là cấu trúc chủ ngữ giả ít nha mọi người cô sẽ có ví dụ như sau ha rồi hai câu này mình sẽ dịch như sau nè cái việc và gửi email thì khá là dễ thứ hai cái việc mà bay vòng quanh thế giới trong một một ngày thì bất khả thi ha rồi vậy là công thức của mình nó sẽ là ít cộng bi cộng tính từ và cộng sư vợt sở dĩ người ta gọi cái cấu trúc này với là chủ ngữ giả ít đó mọi người tại vì ít nó không có nghĩa gì ở đây hết ít nó chỉ được thêm vào câu để tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh thôi ha được chưa rồi áp dụng công thức mà mình vừa gặp để mình áp dụng vào những câu này do nè biết cách ghi một lá thư kinh doanh thì rất là quan trọng cho công việc của bạn mình sẽ có công thức là it is cộng tính từ ha vậy thì câu này tính từ của mình là chữ important mình mang xuống là được chưa important mang xuống rồi quan trọng đối với ai đây mọi người cái việc ghi thư này quan trọng đối với công việc của bạn ha Vậy thì sau tính từ thì mình sẽ bưng luôn cái for your job này xuống ờ Đối với ai đó, rồi bưng nó xuống luôn nè Và cuối cùng mình sẽ cộng cho cô to vào phía sau ha Động từ mà mình cần quan tâm đó là chữ knowing Đang ở dạng và in Mình sẽ biến nó thành to vợ thì cô sẽ có một câu như vậy nha mọi người It is very important for your job to know vân vân ha Rồi đây là công thức của mình, được chưa mấy đứa Câu số 2 Tôi nghĩ cái việc nói trước rất là nhiều người này thì khá là xấu hổ. Rồi, I think it. Rồi sau đó là chắc chắn phải cộng chữ is rồi mọi người ha. It is nè. Tính từ, tính từ trong câu này chính là chữ embarrassing mình mang xuống, được chưa? For somebody là không có, không có đối với ai cả ha. Câu này không có không hề đề cập nè. Vậy là mình sẽ bỏ cái for somebody đi. Tiếp tục là to verb. Động từ mà mình còn quan tâm đến ở đây chính là chữ speaking, biến nó thành to verb thì cô sẽ có câu sau nha mọi người. It is embarrassing to speak vân vân. Vâng. Rồi câu 3 câu 4. Ăn nhiều thực vật thì rất là cần thiết nếu như bạn muốn trở nên khỏe mạnh hơn. Rồi cũng áp dụng công thức lúc nãy nha mọi người. It is cộng tính từ. Vậy thì tính từ ở đây chính là chữ essential ha. Đối với ai đây? Ăn ăn những cái đồ thực vật này thì cần thiết đối với ai mọi người? Đối với bạn đúng không? Thì mình sẽ thêm cái thằng for you vào đằng sau tính từ essential. Tiếp tục cộng chữ và thì động từ mà mình còn quan tâm là động từ eating Vậy là câu của mình nó sẽ thành như vậy nha mọi người Rất là cần thiết cho bạn là phải ăn thật là nhiều thực vật ha Rau củ Nếu như bạn muốn trở nên khỏe mạnh hơn Được chưa? Câu số 4 Rồi, it can be Cộng tính từ là chữ difficult nè, à, được không? Cộng to verb sẽ là to find ha Vậy đáp án của mình sẽ là It can be difficult to find a solution Vân vân rồi cứ áp dụng công thức đó và mình làm các câu còn lại ha mọi người. Câu số 5, hoàn thành công việc này trước ngày mai thì khá là quan trọng. It is cộng tính từ là chữ important. Cộng to verb thì finishing sẽ biến thành chưa finish ha, và mình sẽ có câu hoàn chỉnh là như vậy. Và cuối cùng câu số 6, xuất khẩu gạo sang các nước khác thì khá là cần thiết nếu như đất nước này muốn phát triển nền kinh tế của nó ha. It is tính từ là essential bưng xuống nè. Cái công việc này là đối với ai đây mọi người? Cái việc xuất khẩu gạo này là cần thiết đối với đất nước này ha. Vậy là mình sẽ có cái thằng là for this country mình cũng bưng xuống đặt ngay sau tính từ luôn. Cộng to verb thì động từ ở đây của mình là động từ exporting, mình sẽ biến nó thành to verb và đằng sau còn gì mình ghi lại hết cho cô nha mọi người. Rồi đây là câu hoàn thiện của cô con ha. It is essential for this country to export rice to orders. Bây giờ cô không muốn lặp lại cái thằng cái cụm từ order countries thì cô sẽ viết gộp lại thành orders ha. Cũng có nghĩa là những đất nước khác. Nếu như đất nước này thì thay bằng nó nè. Nếu như nó muốn phát triển cái nền kinh tế của nó. Rồi, câu của mình sẽ là như vậy ha mọi người. Qua tiếp cho cô cấu trúc tiếp theo. Cấu trúc tiếp theo sẽ là cấu trúc với các chủ ngữ khác ha. Người ta không dùng ít chủ ngữ giả nữa mà người ta sẽ sử dụng chủ ngữ khác. Rồi ví dụ đầu tiên nó sử dụng chủ ngữ ai nè mọi người thấy không? Tôi rất là vui vì đã được gặp lại bạn. Ai cộng bi, à, chủ ngữ khác cộng bi cộng tính từ và cộng chưa vật. Ví dụ thứ hai, chúng tôi cực kỳ tiếc khi mà nghe tin đó. Cũng là chủ ngữ khác cộng bi cộng tính từ và chưa vật. Và cuối cùng, cái công viên quốc gia Yellowstone này thì hoàn toàn hoàn hảo để mà đi thăm ha. Rồi cấu trúc nó cũng tương tự như vậy luôn nha mọi người. Rồi làm lẽ cho cô bài tập phía sau ha ừ. Kim was reluctant Kim rất là thờ ơ với cái việc gì đây mọi người Mình sẽ chọn đáp án là câu Câu D Được chưa Kim rất là thờ ơ với cái việc là chấp nhận cái đơn đề nghị này Mình có công thức là chủ ngữ Cộng bi Cộng tính từ và cộng su vào phía sau ha Rồi vậy là mình sẽ chọn cho cô đáp án là câu D nha mọi người Cái hành động chấp nhận lời đề nghị này là chủ động ha Chủ, ngộng, chủ động thì mình dùng to vào bình thường thôi câu số 2 anh ấy cực kỳ ngạc nhiên khi mà phát hiện ra sự thật đáp án của cô sẽ là câu c nè mình sẽ gộp lại đúng theo công thức của mình là như sau chủ ngữ cộng bi cộng tính từ và cộng su vọt ha rất là ngạc nhiên khi phát hiện ra sự thật cấu trúc thứ ba là cấu trúc với danh từ được chưa bây giờ mình nhét thêm một cái danh từ vào ở giữa nè mọi người nó là một câu chuyện khá là hay để kể ha được chưa? Và ví dụ thứ hai, anh ấy là một người khá là thú vị để có thể nói chuyện cùng ha, mình nhét thêm một cái danh từ ở giữa rồi mới cộng tới chu vòm ha mọi người. Rồi, câu đầu tiên ha. Đi du lịch đến nước Tây Ban Nha vào mùa hè này thì không phải là ý tưởng hay. Rồi sao đây mọi người? Nó không phải là ý tưởng hay để đi du lịch đến Tây Ban Nha ha. Rồi danh từ của mình sẽ là cái cụm gì đó mọi người. It is not gì gì nào? Danh từ của mình sẽ là cái cộng a good idea ha. Vậy thì mình sẽ có it is not a good idea. Cộng choose verb thì sẽ là true travel to Spain và câu của mình đầy đủ là như vậy ha mọi người. Được chưa? Danh từ nè và cộng chủ verb đằng sau. Câu thứ hai. Ai Cập là một đất nước rất là đáng để học hỏi về ha. Thì có một cái di sản lịch sử khá là quý giá cho đối với loài người. Rồi Câu 2 này sẽ được viết lại như sau nha mọi người. Ai Cập là một đất nước khá là tốt để học hỏi. Mình có danh từ là a good country nè mọi người thấy không? Và sau đó sẽ cộng cho cô chưa vào con ha. Bởi vì nó có một cái di sản lịch sử khá là quý giá đối với là người thì phía sau mình ghi lại thôi, không có gì cả. Được chưa? Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc với tân ngữ giả ít tiếp tục nha mọi người. Lúc nãy là chủ ngữ giả ít Bây giờ là tân ngữ giả ít ha. Và mình sẽ có cấu trúc như sau. Mình sẽ có cấu trúc là file ít, tính từ và cộng siêu vật. Mình sẽ dịch câu này như sau nè. Tôi thấy cái việc lái xe đến đó thì không thuận tiện. Ờ, mình thấy cái việc gì đó như thế nào ha. Ví dụ thứ hai. Cơn bão làm cho cái việc giải cứu cô gái mất tích đó thì hoàn toàn bất khả thi. Được chưa? Rồi, mình sẽ có cấu trúc tiếp theo là make cộng ít cộng tính từ cộng suy vọng. Rồi, một số chú ý như sau nè. Mình có thể sử dụng for somebody trong cấu trúc này hay như lúc nãy cô nói rồi đó. Cô nói là nếu như con muốn diễn nếu như mọi người muốn diễn tả một cái hành động nó đúng đối với ai đó thì cái cộng đối với ai đó đây nó sẽ là for somebody. rồi chưa? Rồi một bài tập làm nhanh ha. Rồi áp dụng luôn nè. Một vài đất nước thì đang cân nhắc cái việc bảo vệ môi trường là không quan trọng ha họ đang xem cái việc bảo vệ môi trường là không quan trọng rồi công thức của mình là gì mọi người nhớ không phi cộng ít cộng tính từ và cộng to verb ha vậy thì tính từ của mình ở đây chính là chữ not important bây giờ ghi not important nó dài quá mọi người mình tìm cho cô một tính từ mà có thể bao hàm được cái nghĩa này đi ha không quan trọng thì ngoài cái chữ này ra mình còn cái chữ mình còn có cái chữ important đúng không mấy đứa nhét vào ha cộng to verb Vậy là chưa ở đây để làm việc gì? Để bảo vệ môi trường thì đáp án của mình sẽ là như vậy ha. Người ta xem cái việc bảo vệ môi trường là không còn quan trọng nữa. Được chưa? Câu số 2. Các nhà khoa học đang thấy cái việc mà giao tiếp với người ngoài hành tinh thì khá là khó khăn. Đáp án của cô sẽ là câu A nha mọi người. Phi cộng tân ngữ giả ít, cộng tính từ và cộng to ha. Rồi, liên lạc với người ngoài hành tinh là hành động chủ động nè, Nên cộng cho cô chu vợ bình thường thôi Rồi, câu số 3 Câu số 3 nó bị sai đề nha mọi người Nên mọi người tạm thời bỏ cho cô câu này ha Mình không có đáp án đúng ở đây Bỏ, được chưa Rồi, và tiếp cho cô cấu trúc tiếp theo Một cái lưu ý tiếp theo nè mọi người Ngoài, ngoài cái việc sử dụng for somebody ra Thì mọi người cũng có thể dùng cho cô là of somebody cũng được luôn ha Thì cấu trúc of somebody này sẽ áp dụng được với các tính từ như sau Mình sẽ có tính từ brave, careless, clever, foolish, generous, good, helpful, vân vân ha rất là nhiều. Các tính từ này bình thường là sẽ không dùng for mà phải dùng of để thay thế, được chưa? Rồi, áp dụng để mình làm bài tập nho nhỏ phía sau ha. Câu đầu tiên, cảm ơn vì đã chỉ tôi đường đi. À, bạn rất là tốt. Rồi, mình có cái gì đây mọi người? Mình sẽ có it cộng be cộng tính từ. Vậy là it was very kind. Ai làm dùng mình cái việc này á mọi người? bạn làm dùm mình cái việc này ha. Mình sẽ cộng tiếp cho cô là up you. Được chưa? Tính từ kind là phải đi với up ha mọi người. Và sau đó là cộng chưa verb. Vậy đáp án của cô sẽ là có một câu hoàn chỉnh như sau ha. It was very kind of you to do something. Được chưa? Rồi, it was cộng tính từ, cộng up tân ngữ, sau đó cộng chưa verb. Câu số 2. Anh ấy không đáng lẽ là đã không nên nhấn vào cái nút khẩn cấp đó. Vậy là anh ấy đã rất là ngu ngốc khi mà làm việc đó đúng không mọi người It was stupid Of ai đây Of him đúng không Anh ấy làm thì mình sẽ dùng of him ha Cộng to verb thì mình sẽ chọn cho cô là to uh, To press ha mọi người Đây là câu hoàn chỉnh của cô ha Rồi cũng áp dụng công thức lúc nãy luôn It was nè Cộng tính Cộng of somebody Và cộng to verb phía sau Vậy là câu của mình đã hoàn chỉnh Câu số 3 cái việc mà bạn hoàn trả lại tiền mà bạn bạn phát bạn tìm ra cho người chủ của nó thì rất là thành thật it was really honest of you to return the money vân vân hay ghi lại rồi cũng áp dụng công thức luôn thì mình sẽ ra được câu này ha mọi người rồi tiếp theo là cấu trúc đối với to và enough ha mọi người đầu tiên là cấu trúc to to nè mình sẽ có công thức to cộng tính hoặc là trạng cộng to vật đằng sau cấu trúc này mình sẽ dịch là quá đến nỗi không thể ha nhớ cho cô là mặc dù nó không có nót đó mọi người nhưng mà cái hành động trong cấu trúc chu chu này là mình đã không thực hiện được ha rồi dịch món súp này thì quá nóng đến nỗi là không thể nào ăn ngay được được chưa rồi hoặc là ví dụ thứ hai cái đồng hồ này thì quá mắc để cho tôi có thể mua được nên là tôi không thể mua được ha vậy là mình đâu có mua được đâu mọi người không có cần thêm nót nha mấy đứa không có cần thêm nót và nó cũng tự mang nghĩa là không thể làm được rồi ha rồi vậy là câu thức ví dụ thứ hai này thì nó sẽ hơi đặc biệt hơn so với câu một một chút ở chỗ là nó có thêm for somebody ha rồi mình sẽ có công thức là to cộng tính từ cộng for somebody cộng to verb khi mà cái người thực hiện cái công việc phía sau này nè nó khác với cái thằng chủ ngữ của câu ha rồi qua tiếp cho cô cấu trúc với enough Công thức của mình sẽ là tính từ hoặc là trạng. Cộng enough cộng to verb. Đối với tính từ ha, tính từ thì nó đứng trước enough. Còn nếu là danh từ thì sẽ có công thức là enough cộng danh từ và cộng to verb. Danh từ thì nó sẽ đứng sau chữ enough nha mọi người. Cấu trúc này mình sẽ dịch là đủ để có thể. Câu hỏi của giáo viên thì đủ để có thể trả lời, được chưa? Rồi ngoài ra ha mình sẽ có các ví dụ tiếp theo nè. Căn phòng này thì không đủ sáng để chúng tôi làm việc ở trong nhà ở trong đó rồi câu này nó có thêm for somebody mọi người thấy không tại vì sao mình phải sử dụng for somebody ở đây tại vì hành động làm việc cái chủ ngữ cái người thực hiện hành động làm việc á nó khác với căn phòng mà, nó khác với chủ ngữ chính của câu thì mọi người phải đề cập đến cái chủ ngữ thực hiện hành động phía sau này vào đây bằng cách sử dụng là for somebody rồi ví dụ thứ ba tôi không có đủ tiền để mua cái laptop đó ở đây nó là danh từ nha mọi người, money là danh từ nó phải đứng sau. Và cuối cùng, không có đủ chỗ ngồi cho tất cả các người tham gia có thể tham dự. Rồi, câu này ha, hành động mà tham gia vào buổi uh, sự kiện này, nó là cụ danh từ participants hoàn toàn khác với chủ ngữ đe phía trước. Nên là mình phải dùng for somebody để đề cập đến họ ha, rồi quăng già yeah. Rồi, sau khi đã nắm được các cấu trúc của too to enough to thì bây giờ mình sẽ học cách chuyển đổi qua lại giữa cấu trúc chưa to chưa này với cấu trúc soda đó mọi người. rồi cấu trúc chưa to chưa và soda thì mình có gì đây nè cái trà này thì quá nóng để chúng tôi có thể uống. rồi chưa to chưa thì mình sẽ có câu rất là chưa cộng tính từ cộng for somebody to do something. Ha. khi mà mình chuyển qua soda thì mình sẽ có câu như sau. cái trà này quá nóng nên là chúng tôi không thể uống nó được. rồi vậy không thể thì mình sẽ dùng chữ quyết đần đúng không mọi người? Đây là quá khứ thì mình sẽ dùng khứ đành ha. Còn nếu nó là hiện tại thì mình sẽ dùng cannot. Rồi, không thể uống nó. Mình quăng cho cô thêm cái tân ngữ ít vào nha mọi người. To to thì mọi người phải bỏ cái tân ngữ ít đi. Còn so đá thì mình phải có sự xuất hiện của ít ha. Rồi, ví dụ thứ hai nè. Con sông này thì quá sâu cho bọn con trai có thể bơi trong. Bơi trong nó. To cộng tính từ. For somebody to verb Được chưa? Khi mà mình đổi sang cấu trúc đá so ha, có gì? Con sông này quá sâu nên là bọn con trai không thể nào bơi trong nó được. Câu này nó đang ở hiện tại nè mọi người, nên là mình sẽ sử dụng cho cô chữ cannot chứ không còn là couldn't nữa ha. Và bơi trong nó thì mình sẽ cho mình sẽ mang cái tính cái tân ngữ ít vào lại trong câu. Chưa chưa thì mình bỏ ít đi, còn xô so đá thì mình bưng lại vào ha. Rồi áp dụng cho cô vào bài tập nhanh nè. Câu đầu tiên mình có gì? Cái laptop này thì nó quá đắt để chúng tôi có thể mua. Vậy khi mà đổi thành sâu đá thì mình sẽ có câu Cái laptop này quá đắt nên là chúng tôi không thể mua được nó. Câu này đã ở quá khứ đơn rồi nên mọi người phải dùng khư đành ha và bưng trả lại tân ngữ ít cho cô. Được chưa? Câu số 2. Cái bài tập này thì quá khó để học sinh có thể làm được. Rồi đổi qua sâu đá sẽ có câu sau nè. Bài tập này thì quá khó Đến nỗi học sinh không thể nào làm được chúng Câu này đang ở hiện tại Mình sẽ dùng cho cô chữ cannot Hơn nữa Exercise đang là số nhiều đúng không mọi người Vậy thì đằng sau mình không thể nào dùng chữ ít được Mình phải thế bằng chữ tâm ha Không thể làm chúng Không thể làm được bài tập Câu số 3 Cái xe hơi này thì quá nhỏ Để có thể chứa được nhiều người Rồi số đá là gì đây mọi người Số đá của cô sẽ là cái xe hơi này thì quá nhỏ ha Nên nó không thể nào chứa được quá nhiều người Đang là hiện tại thì dùng can't Được chưa? Số 4 Trời mưa quá nặng hè để chúng tôi có thể ra ngoài ha Đây là cấu trúc của mình nè Rồi Trời mưa quá nặng hè Nên là chúng tôi không thể nào ra ngoài được Quá khứ thì mình dùng khứ đền Câu số 5 Bê đi quá là arrogant ờ, Quá là thô lỗ ha Cọc cằn Cô ấy không xin lỗi cho những gì mà cô ấy đã làm Rồi sâu đá của mình sẽ như sau nha mọi người ờ, Bà này bà quá là cộc cằn Nên là bà đã không xin lỗi cho những thứ mà bà đã làm ha Rồi cái này mình không mình không có diễn tả khả năng nha mọi người Không có diễn tả khả năng Không có mang nghĩa là không thở ha Nên là mình sẽ chia quá cứ đơn bình thường cho cô thôi Được chưa Số 6 Chúng tôi hầu như không có căn cứ nào để buộc tội ảnh đã thực hiện cái tội ác đó rồi đáp án của mình sẽ là như sau ha Chúng tôi có quá ít cái chứng cứ Hầu như không có cái chứng cứ Đến nỗi là Chúng tôi không thể buộc tội anh ấy đã thực hiện cái tội Cái tội phạm này Rồi, ở đây nó diễn tả khả năng không thể nè Mà còn là trong quá khứ nữa Nên mình sẽ dùng chữ cứ đành Nha. Số 7 Bài kiểm tra tiếng Anh này thì quá khó để học sinh có thể làm Câu của mình sẽ là Bài kiểm tra này quá khó nên là học sinh không thể nào làm được nó ha. Rồi quá khứ thì dùng đền English test là số ít thì mình sẽ dùng chữ ít đằng sau Rồi trả lại ít cho cô nè Số 8 Chương trình này thì quá ngớ ngẩn để người xem có thể coi Và đáp án của mình sẽ là như vậy nha mọi người Chương trình quá ngớ ngẩn Đến nỗi là người xem không xem nó Được chưa? Rồi, don't watch it Câu số 9 anh ấy uống quá nhiều, uống rượu, uống bia quá nhiều tại bữa tiệc để có thể về nhà. Rồi, nó đã uống quá nhiều tại bữa tiệc, đến nỗi là nó không thể nào về nhà được diễn tả khả năng thì mình sẽ xài cứ đền ở trong quá khứ ha. Và câu 10, học sinh phạm quá nhiều lỗi để có thể tha thứ. Đáp án của mình sẽ là như sau ha. Học sinh này đã gây ra quá nhiều lỗi, so many, nên là anh ấy hoặc là cô ấy không thể nào được tha thứ được. Rồi, đó là 10 câu về chuyển đổi chu chu sang soda ha mọi người ha. Rồi, đã học chu chu chuyển qua soda rồi thì bây giờ mình sẽ học cách đổi chu chu sang enough chu. Được chưa? Rồi cũng là những cái câu đó luôn nè mọi người. Trà thì quá nóng để chúng tôi có thể uống. Nó quá nóng, có nghĩa là nó không đủ gì mọi người. Ờ, nó không đủ mát, nó không đủ lạnh ha Thì mình sẽ có tính từ cool mình nhét vào nè The tea is not cool enough for us to drink rồi vậy là thích có thể thấy được điều gì đây mọi người Cấu trúc to to và cấu trúc enough to Nó đều bỏ tân ngữ ít đằng sau đi ha Bỏ luôn Được chưa Số 2 Cậu bé này thì quá lùn để chơi bóng rổ Nó quá lùn có nghĩa là nó không đủ cao Nên khi mà mình chuyển sang cấu trúc enough to Thì mình phải mượn tính từ to nha mọi người Rồi The boy is too short to play basketball Đổi lại nó sẽ thành là The boy is not tall enough to vân vân được chưa? Rồi, một bài tập làm nhanh luôn. Laptop này thì quá mắc. Vậy là nó không đủ rẻ đúng không mọi người? Thì mình sẽ có câu sau ha, không đủ rẻ để chúng tôi có thể mua. Số 2, bài tập này thì quá khó. Có nghĩa là nó không đủ dễ dàng, mình sẽ mượn tính từ easy nha mọi người, không dễ dàng ha, để học sinh có thể làm. Câu số 3, cái xe hơi này thì quá nhỏ Có nghĩa là nó không đủ bự Rồi mình sẽ mượn tính từ Tính từ big, chính xác Isn't big enough, được chưa? Câu số 4 Timmy chạy quá chậm Có nghĩa là nó chạy không đủ nhanh Thì đáp án của cô sẽ là Timmy doesn't run fast enough to win the contest Rồi bây giờ cùng đến với cô bài tập thập cẩm ha. Vừa có trắc nghiệm vừa có tự luận Câu đầu tiên Người ta không có chồng đủ rừng để ngăn chặn lũ lụt. Rồi, đáp án của cô sẽ là câu C ha. Forest là một danh từ thì phải nhét đằng sau chữ enough. Công thức của mình sẽ là enough cộng danh từ cộng chủ verb Câu số 2, bài học này thì quá dài để chúng tôi có thể học trong một ngày, đáp án sẽ là câu D ha. Quá quá dài, too cộng tính từ cộng for somebody cộng chủ verb Được chưa? Câu A nó bị sai tại vì ở đây nó phải là can not nha mọi người ha uh, so long that we cannot study in only one day mới đúng hen. Câu số 3. Cái môn thể thao mới thì quá khó để các vận động viên có thể luyện tập. Đáp án của cô sẽ là câu C nha mọi người. Rồi, mình sẽ có cấu trúc to to đổ thành enough to nó sẽ như sau ha. Nó quá khó. Có nghĩa là nó không đủ dễ. Vậy thì tính từ dễ sẽ là chữ easy nè. Bộ môn mới thì không đủ dễ cho các vận động viên để luyện tập ha. Rồi đáp án sẽ chọn câu C được chưa? Ở đây có bạn nào chọn câu D không mọi người? Câu D nó bị sai nghĩa ha. Câu D muốn đúng thì ở đây nó phải là cannot. Đến nỗi mà vận động viên không thể nào luyện tập nó được thì phải đúng hen. Rồi D lại. Bây giờ tiếp tục vào phần từ vận nè, thập cổng thì sẽ có trách nhiệm từ từ luận nè. Bây giờ là tự luận. Câu số 4. Chúng tôi không thể sử dụng những tấm hình này được. Chúng không đủ chi tiết ha. Vậy là chúng không đủ chi tiết để cho chúng tôi có thể sử dụng thì câu của mình nó sẽ như sau nha mọi người These photographs are not detailed enough for somebody for us to use Công thức của mình nó như vậy nè Tính tự Cộng enough Cộng for somebody Cộng to verb ha Rồi Đó là công thức của mình Câu số 5 Bây giờ trễ rồi Chúng ta không thể nào làm bất cứ điều gì Để thay đổi tình huống được nữa Nó cho chữ to có nghĩa là quá Bây giờ đã quá trễ Vậy là it is too late để chúng ta là for us làm bất cứ điều gì to do anything rồi đáp án của cô sẽ là đây nha mọi người it is too late for us to do anything to change ha vân vân được chưa công thức của mình sẽ là to cộng tính từ cộng for somebody và cộng số số 6 bài học này thì quá phức tạp để tất cả học sinh có thể hiểu bây giờ nó chuyển qua chữ đủ nè mọi người nó quá phức tạp là nó không đủ gì đây nó không đủ đơn giản ha, thì tính từ đơn giản sẽ là chữ simple. Rồi, bài học này thì không đủ đơn giản để tất cả học sinh có thể học. Số 7. Cái hành lý này thì quá bự, bạn không thể mang nó lên máy bay. Rồi đổ qua chu chưa thì mình sẽ có gì đây mọi người? Mình sẽ có cái câu như sau ha. Nó quá bự để cho bạn là for you nè, có thể mang lên máy bay. Ok. câu số 9 The News Reporter là cái nhà phóng viên đó mọi người người phóng viên thì không đến gần cái câu này được ờ không đến gần cái vị huấn luyện viên này được cô ấy không thể nghe câu trả lời của ổng ha vậy là không đến gần không đến đủ gần đúng không mọi người thì mình sẽ có câu như sau chị phóng viên này không đến đủ gần là close enough để có thể nghe được câu trả lời là to hear his answers ha rồi đây là công thức của mình tính từ và cộng su vợt phía sau. Được chưa? Tính từ cộng minh nó và cộng su vợt. Câu số 10. Cái kế hoạch mới này thì không đủ thực tiễn để chúng tôi có thể áp dụng ha. Vậy là nó quá gì đây? Nó không đủ thực tiễn, có nghĩa là nó quá phi thực tế ha. Trái nghĩa với practical thì mình sẽ có impractical là không thực tiễn nha mọi người, phi thực tế. Cái kế hoạch này thì quá là không thực tiễn để chúng tôi có thể thực hiện. Rồi đó là câu số 10 nha mọi người 11 Họ quá nghèo đã có thể chi trả cho căn nhà tuyệt đẹp đó Vậy là họ không Họ không đủ giàu Thì câu của mình nó sẽ như sau They were not rich enough to afford that beautiful house Được chưa Câu số 12 Chúng tôi không có đủ thời gian để đi nghỉ Vậy là chúng tôi quá gì đây mọi người mình không đủ thời gian để mình đi nghỉ là mình không có rảnh đó. Mình không có rảnh có nghĩa là mình quá, mình quá bận ha. Quá bận để có thể đi nghỉ vào năm nay. We are too busy to take a vacation this year. Sao? Câu số 13. Căn phòng này thì quá nóng nên là chúng tôi không thể nào ở lâu hơn nữa. Nó quá nóng có nghĩa là nó không đủ mát, đúng không? Tính từ mình cần điền ở đây là chữ khô nha mọi người là mát ha. Rồi, nó quá nóng để chúng tôi có thể ở lại. Câu 14, anh trai của tôi thì không đủ tuổi để có thể bay tới nước Mỹ uh, một mình, được chưa? Rồi, nó không đủ tuổi, có nghĩa là nó quá trẻ. Câu của mình nó sẽ là My brother is too young, quá trẻ để có thể bay đến nước Mỹ một mình. Rồi, tiếp theo mình sẽ có cấu trúc là từ hỏi nè. Đây là các từ hỏi bắt đầu bằng WH nè ha và cộng chưa vọt đằng sau. Rồi ờ, các từ hỏi này cũng có thể dùng chưa vọt nha mọi người ví dụ nè, she doesn't know what to do, cô ấy không biết phải làm gì. Số 2, chúng tôi chưa quyết định là nên đi đâu. Số 3, chúng tôi sẽ xem là liệu rằng có nên mua nó hay không, mình có cụm từ whether or not là liệu rằng liệu có hay không nha mọi người, liệu có hay không. Và cuối cùng, tôi không biết là ai sẽ đi ai sẽ thực hiện cái chuyến đi kinh cái chuyến đi công việc này cùng Trời. rồi chú ý ha mình sẽ không dùng từ why trong cấu trúc này nha mọi người tất cả các từ hỏi bắt đầu bằng wh và chữ how thì cũng chưa vào được riêng thằng why là một cái thằng nó bị lạc loài ha nó bị lạc loài nó lạc trô bên ngoài đó không áp dụng được cấu trúc này nhé rồi một số cấu trúc khác với chưa vào nè to infinitive dùng để chỉ mục đích cái này thì quá quen rồi mọi người chúng tôi tưới cây thường xuyên để cây có thể tươi tốt rồi for them to grow well ha để cho để cho cái cây này nó lớn lên tốt nè được chưa rồi câu này nó sẽ bằng với cấu trúc soda cũng diễn tả mục đích luôn tưới cây thường xuyên để những cái cây này có thể phát triển tươi tốt được nhiên cấu trúc tiếp theo là cấu trúc it takes somebody cộng thời gian và cộng to verb ai đó cần bao nhiêu thời gian để làm việc gì rồi, tôi sẽ cần tới 2 ngày để hoàn thành cái bài tập này. Được chưa? Text somebody, thời gian cộng thu ngữ, thấy không nè. Khi mà cấu trúc này mà nó đổi sang động từ spend á thì spend nó phải cộng bổ in phía sau ha. Vậy thì ở đây mình sẽ điền là I will spend 2 days finishing this assignment. Nhớ hen. Tôi dành ra 2 ngày để hoàn thành cái bài tập này. Rồi, cùng áp dụng công thức vừa học vào cái bài nhanh cái bài nhỏ nhỏ này với cô hen. Câu đầu tiên mình có gì? Họ cần ít nhất là 3 tháng để hoàn thành cái dự án này. It will take cộng xong body là họ nè thì có chưa đông nè. Thời gian là at least 3 months. To verb là to finish, thì, thì đây là đáp án của cô. Xong. Câu số 2. Anh ấy vừa mua một cái T-shirt với giá 70 đô la, đắt quá. Rồi, he has been spend cộng tiền đi mọi người, bao nhiêu tiền đây? 70 đô la nè để mua cái áo t-shirt đó rồi sau spend thì cộng vật in vậy là động từ bought sẽ chuyển thành buy in nha mọi người đây là cấu trúc của mình ha he has spent seventy dollars có on cũng được hoặc không có on cũng không sao buying this t-shirt được chưa ngoài ra thì chữ spend còn có thêm một công thức nữa mình không có dùng vật in đằng sau mà mình cộng trực tiếp cho cô danh từ luôn ha đối với cấu trúc cộng danh từ như vậy thì mình phải cần giới từ on nha mọi người Rồi bài tập thập cộng bài số 3 It took those reporters a lot of time ờ, uh, Cần rất là nhiều thời gian Để những cái nhà báo đó Có thể đi theo câu chuyện Về những cái người buôn thuốc Buôn thuốc phiện này ha Đáp án của mình sẽ là cái gì đây mọi người Mình sẽ có câu đúng của mình là câu A ha Take somebody Cộng thời gian Và cộng to là to follow Được chưa rồi drug smuggler là những cái đứa Những cái kẻ mà buôn thuốc nha mọi người Buôn thuốc buôn lậu đó ha Câu số 4 Không có ai dành ra quá nhiều tiền Như vậy để làm từ thiện cả Đáp án của mình sẽ là câu B nè Ok Mình có spend Cộng thời gian Cộng với vợp in đằng sau ha Cô dịch lại câu này nha mọi người ừ, ờ, Không có ai có thể dành ra quá nhiều thời gian Để làm công việc từ thiện như vậy ha Rồi đó Nhớ là spend là phải cộng một in đằng sau nhé Câu số 5 Nếu như bạn muốn tôi tạo ra một bản báo cáo tốt Thì hãy cho tôi một tuần Và đáp án của cô sẽ là câu A ha Rồi công thức của mình Take somebody Thời gian và cộng super Được chưa Tôi phải cần đến một tuần để hoàn thành một bản báo cáo tốt như vậy rồi bây giờ nãy giờ là cấu trúc đặc biệt sử dụng to verb Rồi bây giờ mình sẽ qua cấu trúc đặc biệt sử dụng với verb in Rồi verb in nó sẽ được sử dụng trong các cụm sau ha Tính từ cộng với giới từ và cộng verb in Được chưa? Đây đều là những cái tính từ mà nó quá trời là quen thuộc rồi mọi người Hy vọng là mọi người sẽ không quên ha Rồi Rồi bây giờ làm thử cho cô hai cái ví dụ này nè Họ chịu trách nhiệm cho cái việc là thực hiện cái cuộc khảo sát này ha responsible đi với giới từ for chính xác rồi chịu trách nhiệm cho việc gì đó ví dụ tiếp theo cô ấy nổi tiếng cho cái việc là ăn 24 cái bánh hot đó trong một cái buổi ha Rồi kinh khủng mà mọi người một cái buổi mà ăn tới tận 24 cái quá nhiều luôn mình có cấu trúc là be famous for là nổi tiếng vì lý do gì được chưa rồi tiếp theo lúc nãy là tính từ rồi bây giờ mình sẽ gặp danh từ danh từ cộng giới từ và cũng cộng vợp in bằng sau luôn và đây là các cụm từ mà mình cần biết nè mình sẽ có danh từ gratitude for là biết ơn ai đó cảm ơn ai đó objection to thì hồi nãy mình đã gặp cái cụm là objective và cô cũng dịch cho mọi người là phản đối rồi thì objection to mình sẽ, mình sẽ dịch là sự phản đối đối với một cái vấn đề gì đó ha rồi cũng giải quyết nhanh gọn lại hai câu này luôn nè mọi người đầu tiên là chữ reasons reason đi với giới từ gì đây reason nó sẽ đi với giới từ for ha cái lý do cho cái vị chuẩn bị quá nhiều đồ ăn đó là gì được chưa mình cộng một in đằng sau nè thấy không tiếp theo là danh từ apology sẽ đi với giới từ for luôn cô ấy thể hiện cái sự xin lỗi của mình vì đã đến trễ trong cuộc họp apology for một in ha Rồi ngoài ra thì giới từ đứng một mình cũng sẽ cộng với vật in như mọi người đã biết rồi, cái này nó quá quen rồi nè. Ví dụ như câu sau, bạn không nên rời khỏi lớp học mà không hỏi ý kiến giáo viên như vậy. Which out nó đang là giới từ, thì động từ as đằng sau phải thêm in vào, được chưa? Mặc dù ăn quá nhiều đồ ăn nhưng tôi vẫn cảm thấy đói. Inspire cũng là một cụm giới từ thì đằng sau cũng phải cộng cho cô vật in, ha mọi người. Rồi. Verb in có thể đứng sau các giới từ như sau ha Và cô đã liệt kê hết tất tần tật, tật cho mọi người rồi đó Rồi, nhiệm vụ của mọi người là về coi những cái giới từ này nhé Rồi, cũng là một bài tập làm nhanh luôn ha Vô nào Anh ấy trông rất là lo lắng Bởi vì anh ấy sắp gặp gia đình của bạn gái lần đầu tiên <laughs> Ôi trời ơi, mấy bạn nam lớp 12 của mình chắc là sắp trải qua Không biết là có có khả năng là sẽ trải qua cái việc này trong thời gian gần hay không ha rồi worry đi với giới từ gì nè nhớ không nè worry thì nó sẽ đi với giới từ about ha lo lắng về việc gì đây lo lắng về việc là sẽ gặp gia đình của bạn gái vậy là động từ meet ở đây mình sẽ thêm in vào cho cô hen đây là câu đầy đủ của cô được chưa lo lắng về việc gặp gia đình bạn gái lần đầu tiên câu số 2 rất là đáng ngưỡng mộ khi mà cô ấy đã vượt qua được những cái giới hạn uh, về kinh tế ha. Rồi, Economic Barrier. Barrier là sự hạn chế nè. Economic là thuộc về kinh tế. Rồi, những cái sự hạn chế về mặt kinh tế ha. Rồi, sự thành công của cô ấy thì sao đây mọi người? Sự thành công của cô ấy trong cái việc vượt qua được những cái giới hạn kinh tế thì rất là đáng ngưỡng mộ ha. Mình sẽ có danh từ Success, đi với giới từ In something. Được chưa? Rồi câu số 3, những người mua hàng online thì cực kỳ lo lắng, tính từ nervous thì nó sẽ đi với giới từ about ha, lo lắng về cái việc số thẻ tín dụng của họ thì sẽ bị ăn cắp. Câu 4, họ đang rất là thích cái việc trở thành ông bà của hai đứa cháu. Satisfaction sẽ đi với giới từ là of. Đáp án của cô sẽ là cô B nha mọi người có gì mọi người cứ lật ra lật ra cái bảng lúc nãy mà cô chiếu cho mọi người đó trong đề cương của mọi người để coi xem đó là giới từ gì ha câu số 5 thứ lỗi cho tôi vì đã cắt ngang vì đã làm phiền nhưng mà tôi e rằng tôi không đồng ý với bạn rồi ờ, mình sẽ có đáp án là câu c nha mọi người excuse somebody for doing something ha câu số 6 fed up thì sẽ là fed up with có nghĩa là chán với cái việc gì đó nè đáp án là câu b anh ấy đã quá chán với cái việc là dạy dỗ những cái học sinh giống như học sinh y chang nhau, ngày qua ngày lúc nào cũng vậy. Được chưa? Nhiều khi mình gặp một người mà gặp nhiều quá đó thì mình sẽ thấy chán, nhưng mà cô sẽ không chán mấy đứa đâu ha, cô rất là yêu thương mấy đứa, cô muốn gặp mấy đứa hoài thôi. <laughs> câu số 7. Anh ấy được thăng chức lên một vị trí cao hơn và chính cái điều này đã làm thỏa mãn anh ấy. Đáp án của mình sẽ là câu gì đây mọi người? Đáp án của mình sẽ là câu câu D ha. Rồi, mình có tính từ satisfies nó sẽ đi với giá từ which nè. Anh ấy cực kỳ thỏa mãn với cái việc là được thăng chức lên vị trí cao hơn. Được chưa? Câu số 8. Anh ấy rất là thích làm nghiên cứu về lịch sử của châu Âu, thích rất là nhiều. Và câu của mình phải chọn là cái gì? Câu của mình phải chọn là câu C ha. Mình có cụm từ là has great pleasure of, có nghĩa là rất là thích, rất là hưởng thụ cái việc gì đó anh ấy vô cùng thích làm nghiên cứu về lịch sử châu Âu ha leisure sẽ đi với giới từ of câu số 9 lợi ích là gì nếu như bạn gửi cho tôi làm việc nếu bạn đưa tôi đi làm việc ở một đất nước khác rồi lợi ích là gì đây ơi ok đáp án của mình sẽ là câu nào rồi đáp án của mình sẽ là câu D nha mọi người, mình có cụm từ là benefit from là nhận lợi ích từ cái việc gì đó. Tôi có thể nhận lợi ích gì từ cái việc làm việc ở một đất nước khác. Rồi, đáp án của mình sẽ là câu D hen. Rồi một số cấu trúc khác mình sẽ có cấu trúc như sau nè. Mình sẽ có cấu trúc be get cộng use habituated, accustomed cộng to cộng gerund ha. Cái đống cấu trúc này á, mọi người mình sẽ dịch là quen với, quen dần với Những cái thằng như là be used to, get used to, rồi be accustomed to thì quá quen thuộc rồi nha mọi người Quen với một cái việc gì đó ha Rồi vậy là câu này Tôi đã quen với cái việc là sống tại thành phố này Được chưa? Câu số 2 Họ đã quen với cái việc thức dậy sớm để đi học ha Ừ Rồi một số lưu ý nhỏ nhỏ như sau Cần phân biệt be và get used to cộng verb in Và used to cộng động từ nguyên mẫu nha mọi người Hai cái cấu trúc này nó khác nhau hoàn toàn ha Đối với cấu trúc used to cộng động từ nguyên mẫu Mình sẽ dịch sao đây mọi người Mình sẽ dịch là đã, đã từng Được chưa? Một vì mà mình đã từng làm Và bây giờ mình không còn làm nữa ha Cô ấy đã từng đi bộ đến trường khi cô ấy còn nhỏ Rồi, tiếp theo Cấu trúc be, get vơ vâng, vân ha cộng thì nó sẽ bằng với be get acquainted with cộng một in ha rồi hai cấu trúc này bằng nhau nè ghi vào cho cô nè mình có gì học sinh ở những trường trung học phổ thông chuyên thì đã quen với cái việc làm bài tập khó vậy thì thay vì mình dùng cấu trúc be get used to bộ in thì hãy dùng cho cô cấu trúc be acquainted with rồi xong rồi ok cùng áp dụng cho cô những kiến thức mà lúc nãy mình vừa học rồi ha rồi À, câu đầu tiên. Anh ấy đã từng hút thuốc rất là nhiều trước đó cho đến khi bác sĩ khuyên anh ấy là không được hút nữa. Rồi vậy là đã từng hút đúng không? Bây giờ không còn hút nữa nhưng mà lúc trước đã từng hút. Mình sẽ có cấu trúc là used to smoke ha mọi người, đã từng ha. Rồi used to do something là đã từng làm việc gì đó. Câu số 2. Tôi không nghĩ là sẽ dễ dàng cho tôi để học tại một ngôi trường mới. Có nghĩa là mình chưa quen đúng không mình chưa có quen với việc này ha. Mình sẽ có cấu trúc là get used to cộng một in là quen với nè. Áp dụng vào câu này thì mình sẽ có I don't think tôi không nghĩ là tôi có thể quen với cái việc là học tập tại một ngôi trường mới. Được chưa? Câu số 3. Tôi thường ngủ nhiều hơn 8 tiếng một ngày và rất khó để có thể thay đổi thói quen đó. Vậy là mình đã quen với nó rồi đúng không mọi người? Mình sẽ có cụm từ là be accustomed to và in là quen với ha. Tôi đã quen với việc ngủ nhiều hơn 8 tiếng một ngày rồi ha, Giống cô ghê đó mọi người Nhưng mà mình phải bớt ngủ lại ha, để mình làm việc năng suất hơn Được chưa? Câu số 4 Ông Tô thì đã từng tham đã từng thi đấu tranh đấu trong giải Olympic Games rồi đã từng thì mình sẽ có cấu trúc used to cộng đồng từ nguyên mẫu ha rồi đáp án sẽ là câu nào nè đáp án của mình sẽ là câu D nha mọi người used to compete at the Olympic Games và câu năm này Câu 5 là một câu sai đề nha mọi người nó không có đáp án đúng ở đây ha, mình bỏ cho cô câu 5 đi nè, bỏ. Rồi, bây giờ mình đang đi vào những cấu trúc cuối cùng ha, các cấu trúc khác đi với một in. Đầu tiên là cấu trúc B cộng tính từ cộng một in. It is nice to meet you. Hồi nãy mình đã học cấu trúc này rồi đó mọi người. Mình sẽ dùng khi mà mình gặp gỡ ai đó ha. Còn nếu như bây giờ mọi người thay đổi một chút, mọi người đổi thành là meeting á thì nó sẽ có như là gặp gỡ ai đó và chuẩn bị chào tạm biệt rồi thì mình mới nói câu một in hen ngoài ra thì mình cũng có động từ spend cộng một in là cái lúc nãy cô cũng nói rồi mình sẽ có spend nè cộng với thời gian cộng với một in đằng sau nghĩa là dành bao nhiêu thời gian để làm việc gì tôi dành 3 tiếng để rửa xe chúng tôi dành số tiền cấu trúc thứ hai nha mọi người spend cộng số tiền cộng một in ha thì mình sẽ có dịch sau nè chúng tôi đã dành ra khoảng 100 đô la để mua quyển sách đó Rồi ok nha mọi người Cũng cộng một in phía sau luôn hen Với các cụm từ đặc biệt như sau Thì mình cũng sẽ dùng một in Mình sẽ có dùng một in với cấu trúc It's no use hoặc là it's no good It's worth, it's fun, it's an experience It's a nuisance vân vân ha Rất là nhiều Rồi sẽ đi dịch câu này Không đáng ha, Không đáng không đáng để thương thuyết anh ấy về tiền để có thể tranh luận với anh ấy về tiền rồi nghĩa là gì nè không có ít để làm một việc gì đó ha rồi vậy là ghi chú cho cô it's no use hoặc là it's no good nó sẽ mang cái nghĩa này câu số 2 mình có cấu trúc it was fun cộng với bọc in nó sẽ có nghĩa là thật là vui đúng không đứt rồi dịch sao thật là vui khi được đi trên cái tàu lượn như vậy câu số 3 cấu trúc it's not worth cộng verb in sẽ có nghĩa là không đáng ha không đáng để cố gắng thuyết phục anh ấy thay đổi cái quyết định. Và cuối cùng cấu trúc there's no point in có nghĩa là không có ích, không có tác dụng gì cả. Không có tác dụng, không đáng để thuyết phục anh ấy thay đổi quyết định của ổng. Rồi, vậy là nó cũng đồng nghĩa với thằng số 3 luôn đúng không mọi người? Số 3 hoặc là số 1 luôn ha, ghi vào cho cô được chưa? Rồi áp dụng kiến thức vừa học và mình làm cho cô ba câu sau nha mọi người. Câu đầu tiên ha. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể làm được việc gì Ngay cả khi chúng ta có thể liên lạc với ảnh Vậy là không đáng để liên lạc với anh này đúng không? Tại vì liên lạc rồi thì cũng đâu có làm được gì đâu Rồi vậy là mình sẽ có cái câu là It's no good contacting him Rồi không đáng để liên lạc Câu số 2 You should Bạn nên đặt cái vé trước cả tháng đi Hoặc là bạn sẽ không có chỗ ngồi đâu Vậy thì rất là đáng đúng không mọi người? Rất là đáng là đặt vé trước một tháng Rồi mình sẽ có câu gì đây? Đáp án của mình sẽ là câu It's worth booking the tickets months in advance Rất là đáng là phải đặt vé trước một tháng trời Trước hàng tháng trời Nếu không thì bạn sẽ không có chỗ ngồi Câu số 3 Hoàn toàn vô dụng, không đáng Để học tiếng Anh mà không sử dụng nó Nói cho mình cấu trúc there's no Thì mình sẽ điền there's no point in vào ha rồi điền vào cho cô nè There's no point in Không đáng để học tiếng Anh Mà không sử dụng nó Cái chữ in ở đây bỏ đi được nha mọi người Mọi người để in hoặc là bỏ in cũng được Miễn là đằng sau cộng cho cô một in được chưa? Rồi vậy là mình Nói chung mình đã đi hết tất tần tật Lý thuyết của phần chữ vật in này rồi mọi người Bây giờ mình sẽ cùng cô ôm lại Những kiến thức mình vừa học được Trong cái bản tóm tắt như sau ha Rồi mình sẽ tóm tắt so sánh Khi nào mình dùng chữ vật Khi nào mình dùng in mình sẽ dùng to verb đối với các động từ như là afford, agree, decide, fail, vân vân. Cô đã liệt kê hết tất cả các động từ này ở các ở nội dung trước rồi nha mọi người Có gì mọi người tu lại video để coi ha Và mình sẽ dùng verb in đối với các động từ như là admit, avoid, deny, enjoy, vân vân. Được chưa? To verb tiếp theo Nó sẽ dùng sau một số động từ còn hoặc là không cần object như là advice, force, recommend, vân vân. Còn verb in thì nó sẽ dùng sau giới từ nè nhớ cho cô ha giới từ là mình sẽ dùng vật in hoặc là các cộng động từ tính danh mà đi kèm với giới từ luôn được chưa vậy là sau này cứ thấy giới từ thì mình sẽ quốc vật in vào đúng không mọi người tiếp tục chữ vật dùng với tính từ trong cấu trúc như sau ha ít cộng bi cộng tính từ cộng chữ vật được chưa còn vật in sẽ dùng sau tính từ mà có đi kèm với giới từ luôn lại là giới từ nữa rồi ví dụ như trong câu này nó dùng giới từ là chữ e ha mọi người be good e là giỏi về việc gì đó ha tiếp theo to verb dùng trong cấu trúc to to và enough to nè nó quá nóng thời tiết thì quá nóng để ở bên trong bên trong nhà rồi đó vậy là to cộng tính từ cộng to verb còn cấu trúc enough to sẽ có nghĩa là đủ để làm việc gì anh ấy thì đủ tuổi để ở nhà một mình ha. Mình sẽ dùng cấu trúc verb in, mình sẽ dùng verb in đối với các cấu trúc sau. Trong cấu trúc be hoặc là get used to là có nghĩa là quen với việc gì đó. Tôi đã quen với cái việc làm việc ở công ty mới rồi. Rồi tiếp tục. Đối với cấu trúc về thời gian, về động từ take và động từ spend thì mình cũng có sự khác biệt như sau ha. To verb sẽ dùng trong cấu trúc it, take, somebody, cộng thời gian và cộng to verb. Tôi cần đến một tiếng để hoàn thành cái bài thi này được chưa còn nếu như bây giờ mình chuyển sang động từ spend á thì spend nó sẽ cộng thời gian hoặc là tiền bạc và cộng vật in phía sau ha họ dành ra rất là nhiều tiền để mua căn nhà đó được chưa cứ thấy spend là mình sẽ đi với vật in tiếp tục chưa vờ sẽ dùng sau các từ hỏi bắt đầu bằng wh và bao gồm cả chữ how luôn nha mọi người ngoại ngoại trừ chữ gì mọi người nhớ không ngoại trừ chữ why ha mình có thể dùng cấu trúc này với what, who, which, where vân vân nhưng mà trừ chữ why ra nha mọi người. Why không có đi được với từ vào ha. Còn verb in thì sẽ thì sẽ sử dụng trong các cụm từ đặc biệt như là it's fun, it's no use, it's no good không đáng nè. It's a nuisance là thật là một sự phiền toái nè. Được chưa? Rồi vậy đó chính là những cái nội dung mà chúng ta cần phải nhớ về verb in và to verb ha mọi người. Hy vọng là bài học hôm nay đã cung cấp và đã tạo cho mọi người cơ hội để có thể ôn lại khá là nhiều kiến thức ha yên tâm là trong đề thi sắp tới là mình sẽ có có khả năng là mình sẽ có một câu liên quan đến chủ điểm ngữ pháp trường vòng vào bên này nên là mọi người hãy nắm vững lập vững cái kiến thức này dùm cô nha cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip tới đây với cô và hẹn gặp lại mọi người trong những cái clip chắc theo test lần sau bye bye